Tôi là Nguyễn, kính chào quý bà con và các bạn nha. Hôm nay tiếp tục trở lại nhà vườn của Vinh Trần, giao lưu phôi hóa hai giấy Mỹ sỉ và lẻ giá rẻ luôn nha bà con. Có rất là nhiều phôi đẹp nha. Mời bà con và các bạn cùng gặp Vinh để giao lưu nha bà con. Rồi, chào Vinh. Chào anh Lim, chào quý cô chú anh chị đang xem video của em. Không làm mất thời gian của quý cô chú anh chị, em vào phôi mã số 1 luôn ạ. Cái mã số 1 này em giao lưu quý cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000 nha. Cái này là hoành 19. Tổng cây là 60. Đế của em nó sổ là 34, 150.000 em bao phí ship cho mã số 1 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cho mã số 1 lên tiếp tục mã số 2 ạ. Rồi cây mã số 2 em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá cũng là 150.000 một phôi dáng bay rất đẹp. Cây này hoành là 21. Tổng cây 63, đế sổ là 31, 150.000 nha cô chú anh chị, mã số 2 nha. Rồi em xuống cây mã số 2 lên tiếp tục mã số 3 ạ. Rồi tiếp tục cây mã số 3. Mã số 3 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 130.000 ạ. 130.000 cho mã số 3. Cây này hoành là 17. Tổng cây là 45. Đế sổ là 37, 130.000 nha cô chú anh chị. 130.000 cho mã số 3. Em xuống cây số 3 lên tiếp tục số 4 ạ. Rồi tiếp tục mã số 4 giao lưu cho cô chú anh chị mình với mức giá là 180.000 nha quý cô chú anh chị. Mã số 4 là 180.000, cây này là hoành 22 ạ. À. Tổng chiều cao là 55, đế của nó sổ là 29 nha. 180.000 cho mã số 4 nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây mã số 4 lên tiếp tục mã số 5 cô chú anh chị ơi. Mã số 5 là một cây chân dài, cây này em giao lưu với mức giá là 130.000 nha cô chú anh chị. 130.000 cho mã số 5, cây này hoành là 20. Tổng cây em đo được là 51, đế của em nói sổ là 34. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, 130.000. Rồi em xuống cây mã số 5 lên tiếp tục mã số 6 ạ. Rồi mã số 6 130.000 nữa ạ. Rất là đẹp. Mã số 6 là 130.000 nữa nha cô chú anh chị. Cây này là hoành em đo được là 18. Tổng cây là 59. Đế nói sổ là 32 nha cô chú anh chị. 130.000 cho mã số 6. Rồi em xuống cây mã số 6 lên tiếp tục mã số 7 ạ. Rồi cây mã số 7 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000 nha. 150.000 ạ. Cây này hoành là 17 ạ. Tổng chiều cao em đo được là 60, đế của em nói sổ là 28 nha. Rất là đẹp luôn, 150.000 cho mã số 7. Rồi xuống cây số 7 lên tiếp tục mã số 8 ạ. Rồi cây mã số 8 này giá cũng là 150.000 nha cô chú anh chị. Mã số 8 này cũng là 150.000 nha. Cây này là hoành 19. Tổng chiều cao là 47. Đế của nó sổ là 27. 150.000 cho mã số 8 nha cô chú anh chị ơi. Rất là đẹp luôn. Em xuống cây mã số 8 lên tiếp tục mã số 9 nha cô chú anh chị. Đây, mã số 9 là một cây dáng bay bộ đế quái nha. Cây này lớn cô chú anh chị, cây này em giao lưu chỉ có 180.000 thôi. 180.000 cho mã số 9. Cây này là hoành 22. Tổng cây là 69, đế của em nó sổ là 37. Cây này em giao lưu cô chú anh chị với mức giá là 180.000 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống mã số 9 em lên tiếp tục mã số 10 ạ. Rồi cây mã số 10 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 130.000 nha. 130.000 cho mã số 10. Cây này em đo được là hoành 16, tổng cây là 50, đế của em nó sổ là 31 nha cô chú anh chị. Tay cành rất là đẹp luôn, chỉ có 130.000 thôi. Em xuống mã số 10 em lên tiếp tục mã 11 ạ. À. Mã 11 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000 nha cô chú anh chị, 150.000. Cái này em đo được hoành ngay cổ là 18. Tổng cây là 55, đế của em nó sổ là 29. 150.000 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cái mã 11 lên tiếp tục mã 12 ạ. À. Rồi cái mã 12 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 180.000 ạ. 180.000 cho mã 12 nha cô chú anh chị. Cái này em đo được là hoành 21. Tổng cây cao là 59, đế của em nói sổ là 29 nha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Rồi em xuống cây mã 12 này lên tiếp tục mã 13 ạ. Mã 13 này giá 130.000 ạ. Quá trời cây này dáng bonsai đẹp cô chú anh chị ơi. Cây này hoành là 16 nha.
Tổng cây là 49, đới của em nói sổ là 29, mã 13 này em giao lưu với mức giá là 130.000 đã bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Hàng là nhà vườn em báo bầu gửi phôi nha cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị muốn ship luôn chậu hỗ trợ thêm 30.000 tiền phí ship nha. Rồi lên tiếp tục cho cô chú anh chị mình một phôi giá trị 150.000. Cây này là mã 14 nha cô chú anh chị. Cây này hoành em đo được là 20. Tổng chiều cao là 48. Đới của em nói sổ là 26. Cái này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000 một phôi bonsai rất là đẹp. Rồi em xuống cái mã 14 lên tiếp tục mã 15. Mã 15 này làm giao lưu được với cô chú anh chị mình với mức giá là 130.000. 130.000 đã bao gồm phí ship. Cây này em đo hoành là 18 nha cô chú anh chị, hoành 18. Tổng cây 46, đới của em nói sổ là 35 nha. 130.000. Rồi em xuống cây mã 15 này lên tiếp tục mã 16 ạ. Mã 16 cũng 130 luôn cô chú anh chị ơi. Lô hàng ngày hôm nay tôi giá tương đối mềm, cô chú anh chị mình hộp nhãn chốt ủng hộ cô chú anh chị. Giá đã bao gồm phí ship toàn quốc rồi. Cái này làm đo được là hoành 19, 130 nha cô chú anh chị. Tổng cây là 60, đế của em nói sổ là 32 nha. Đó 130.000 cho mã 16. Em xuống cái mã 16 lên tiếp tục 17. 17 em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000 nha. Cây này bộ đế hơi bị phơi nha cô chú anh chị. 150.000 cho mã 17. Cái này em đo được hoành là 18. Tổng chiều cao 53, đế em nói sổ 30. 150.000 nha cô chú anh chị ơi. Rồi em xuống cái mã 17 em lên tiếp tục mã 18 ạ. Mã 18 giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá cũng là 150.000 ạ. Cái này em đo được là hoành 21. Tổng chiều cao 52. Đế em nói sổ 30 nha. 150.000 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cái này em lên tiếp tục mã mới nè ạ. Mã 19 ạ. Rồi cây mã 19 này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với cái mức giá là 150.000. Ủa cây ngay bách với ton đó đâu em, cái bự. Cây này là hoành 17 ạ. Tổng cây là 54 ạ. Đới của em nói sổ là 31 nha. 150.000 nha cô chú anh chị cho mã 19 ạ. Rồi em xuống mã 19 lên tiếp tục mã 20. Rồi cái mã 20 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá chỉ có 120.000 đã bao gồm phí ship nha. Cây này em đo được là hoành 16. Tổng cây là 53, đới của em nói sổ là 27 nha cô chú anh chị. Rất là đẹp, rất là yêu thương luôn, chỉ có 120.000 thôi. Rồi, xuống lên tiếp tục là mã 21 ạ. Mã 21 này giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000 nha cô chú anh chị. Cái này em đo hoành là 19 nha, hoành 19. Tổng chiều cao là 68. Đới của em nói sổ là 26 nha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Rồi em xuống cây mã 21 lên tiếp tục mã 22. 22 này em giao lưu cũng 150.000 nha cô chú anh chị ơi. Cây này là hoành 18 ạ. Tổng chiều cao là 56. Đới em nói sổ là 22, 150.000 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây mã 22 lên tiếp tục mã 23 ạ. Rồi mã 23 cũng 150.000, rất là đẹp. Cây này em đo được hoành là 19 nha, hoành 19. Tổng cây là 56, đếm nó sổ 27 ạ. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000 cho mã 23. Rồi em xuống cây 23 lên tiếp tục mã 24 ạ. Rồi lên tiếp tục cho cô chú anh chị mình mã 24 là dưới giá là 120.000 nha cô chú anh chị. 120.000 bao phí ship nha. Cây này hoành em đo được là 16. Tổng cây là 51. Đế sổ là 31, chỉ có 120.000 thôi nha cô chú anh chị. Mã 24. Rồi em xuống cái 24 lên tiếp tục mã 25. Mã 25 này em giao lưu cô chú anh chị với mức giá là 130.000. Cái này hoành là 15. Tổng cây là 58. Đế sổ là 27. 130.000 nha cô chú anh chị. Mã 25 nha. Rồi em xuống cái 25 lên tiếp tục mã 26 ạ. Rồi cái mã 26 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000. Cây này em đo được hoành là 21. Tổng cây là 54. Đới của em nói sổ là 27 nha. 150.000 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây mã 26 lên tiếp tục mã 27 ạ. Mã 27 này em giao lưu với mức giá là 180.000 nha cô chú anh chị. Rồi 180.000 cho cây mã 27 ạ. Cây này hoành là 23. Tổng chiều cao là 48. Đếm nó sổ là 23 luôn cô chú anh chị ơi. 180.000.
cho mã 27. Rồi em xuống mã 27 lên tiếp tục mã 28. Mã 28 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000 nha. Cây này hoành là 19, tổng chiều cao là 55, đế của em nói sổ là 31. Rồi mã 28 này là 150.000. Rồi em xuống cây mã 28 lên tiếp tục cây 29 nè. Cây 29 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 180.000 nha cô chú anh chị. Cây này hoành là 22 nha, hoành 22, tổng chiều cao là 60, đế sổ là 30. Ở cây này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá rất là yêu thương luôn, chỉ có 180.000 thôi. Em xuống cây 29 lên tiếp tục mã 30 ạ. Rồi cây mã 30 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 230.000 nha cô chú anh chị. Cây này rất là phơi nha, dáng bay nha. Cây này đo được hoành là 29 nha cô chú anh chị, tổng cây là 84, đế của em nó sổ là 30. 230.000 nha cô chú anh chị, mã 30 nha. Rồi em xuống cây mã 30 lên tiếp tục mã 31 ạ. 31 em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 130.000 ạ. Cây này em đo được hoành là 15, tổng chiều cao là 62, đế sổ là 30 nha. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 130.000 cho mã 31. Rồi em xuống cây 31 lên tiếp tục mã 32. Ê, cây 32 nó có chày chày chút đỉnh nha cô chú anh chị. Rồi em giao lưu giá 150 luôn, nhanh lẹ luôn. Lùng dáng chật bonsai rất là đẹp. Cây này là hoành 20 nha, tổng cây là 50, đế em đo được là 29. 150.000 cho mã 32. Xuống cây 32 lên tiếp tục mã 33. 33 em giao lưu với giá là cũng là 150 của chú anh chị ơi. Mã 33 cũng là 150. Cây này em đo được hoành là 21, tổng chiều cao là 65, đế của em nói sổ là 31 nha cô chú anh chị. Đẹp nha, 150.000 cho mã 33. Rồi em xuống cây mã 33 lên tiếp tục cây 34 ạ. Rồi cây 34 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 180.000 ạ. Cây này hoành em đo được là 28 nha, tổng cây là 60, đế em nói sổ là 30 cô chú anh chị ơi. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 180.000 cho mã 34. Em xuống cây 34 lên tiếp tục mã 35. 35 này là giá 120.000 nha cô chú anh chị. 120.000 đã bao gồm phí ship, tính trừ phí ship công nóng ra mấy cây 120 này còn có mấy chục ngàn cô chú anh chị. Cây này là hoành 18, tổng chiều cao này là 47, đế sổ này là 24 nha. 120.000 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây mã 35 lên tiếp tục mã 36 ạ. 36 một cây bonsai dáng đẹp, cây này em giao lưu là 130.000 ạ. 130.000 cho mã 36 nha cô chú anh chị. Cây này em đo được là 17, tổng cao là 54, đế sổ là 30 nha. Rất là đẹp nha, chỉ có 130.000 thôi. Rồi em xuống cây mã 36 lên tiếp tục mã 37 ạ. Rồi mã 37 em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 180.000 nha cô chú anh chị. Cây này hoành là 22 nha, tổng cây là 62, đế của em nói sổ là 34 nha cô chú anh chị. 180.000 nha cho mã 37. Xuống cây mã 37 này lên tiếp tục mã 38 ạ. Rồi cây mã 38 này em giao lưu cũng 180.000 nè ạ. Cây này em đo được hoành là 25, tổng cây là 68, đế sổ 37. 180.000 nha quý cô chú anh chị. 180.000 cho mã 38. Xuống ngày mã 38 lên tiếp tục mã 39. 39 một cây dáng bonsai, cây này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000. Cây này em đo được hoành là 19, tổng cây là 55, đế em nói sổ là 39. Đem đây là bài, cây này là 150.000 nha. Rồi em xuống ngay mã 39 này lên tiếp tục mã 40. Đây nè, đây nè, lên đây luôn. Rồi lên tiếp cây tục cây mã 40 là mã cuối clip. Cây này em giao lưu với mức giá là 350.000 nha cô chú anh chị. Cây khủng luôn, 350.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Cây này em đo được hoành là 29 nha, tổng cây là 71, đế của em nói sổ là 45. 350.000 nha cô chú anh chị, rất là đẹp nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị ạ.
Rồi, cảm ơn Vinh nha. Mến chào bà con và hẹn gặp lại bà con clip tiếp theo từ mã số 41 đến mã số 80 nha bà con. Mọi chi tiết bà con cứ liên hệ với số điện thoại ở góc trái màn hình để gặp trực tiếp nhà vườn giao lưu tỷ lẻ nha. Rồi bye bye bà con nha.